chị đừng nghe chim nhá, alo mình là bà bia, bọn em kia sao đây anh nhỉ, chú chụp bài bia thì nên chờ, bé cái chỗ chị nghe xe lên này lâu nỉ lê gu làm nhau vậy đã ba, lại em mê tha để chị nghe chim được đó lơ lơ cứ cứ lên này cho xa chị. Tôi gặp tập phim lên nét quá là mẹ nó. Tôi dặn nên nét biếng là biết được cái lo alo xem bìa bì suy nghĩ. Giá bà bì nó. Chứ đừng nghe chuyện đó. Thì là nét tha suy nghĩ là ta mua bì rồi cho lo lê ta alo rồi. Sa lo lê ta cảm bà rồi nó. Cái bì cho nó rồi còn lo thì làm nhiều lê để cho bì bà mẹ bì ở trên nhà là lo bà mẹ nó. Ngày thứ sáu nên nghe thám bì bà mẹ bì cho tập phim nên nghe thám bì bà mẹ. Bì nhỉ? Mà chỉ để thay bì bà mẹ. Bì nhỉ? Chụp mồm nên nè. Ngam bia ye lên nè thay bì bà mẹ. Bì ngay yếu xì thay bì bà mẹ xin chân nè ta đem nhu sa nè tôn lưu ya bà rè nó. Bì an lòng tâm mà thông phiêu bì bà mẹ. Bì khu nà đông thang nà rình yếu tí xanh cho tùm chú thay bì bà mẹ. Bì chân nà rô ya ta lèm nhì chì bì bà mẹ. Lù ra thay thay lưu ya bà rè bia thay kè lưu ya ta xin phiêu bì sư yi. Chà mô lên nè ngay thay bì bà mẹ nó. Anh nà bù mô ya nó. Ta sư yi ya bà yi bia chinh yi chinh lô. A chinh yi ta khoa lì bà nó. Lù lù gù lê nè. Còn cho xe lê ta á ta ta bà rè nó chinh yi chinh lô. Khá bụi bụi lê xùi xa lô ta á cao mà đẹp dạy yi lê nè nó. À cú lùm nhớ cho nó yê video lê ô. Còn nè thị là yê áp bê rê chinh yi chinh lô con lông gô. Thu chê sư tê mà đẹp dạy bì rô ta gô mà chinh nàga like chê phô lô lô đá bê bá lô tao sơ chinh bà đẹp dạy. Nào video tê mà biển sâu mà nó chinh yi chinh lô. Ta ta.